Xin chào mọi người, hiện tại là gia đình của Bằng đang ở trong cái rừng quốc gia trước khi mình vô trong cái Rice Cave nha mọi người. Sau lưng là cái cổng đó mọi người, quá đẹp mọi người. Và phía bên đây cũng cái cổng đó mọi người, nghĩa là có hai cái cổng nha mọi người. Đây, có hai cái cổng nha, một cái đi vô, một cái đi ra. Và bây giờ là còn cách cái công viên quốc gia Rice Canyon khoảng chừng 12 phút nữa mọi người, khoảng 12 mai nữa thôi, 12 phút nữa. Và ở đây người ta có làm một con đường đi bộ nè, và để chạy xe đạp cho những cái người nào mà yêu thích chạy bộ hay là đi xe đạp để đi trên con đường 12 mai này. Ở Cali mình thì có 17 dặm đường tình, ở Rice Canyon này nó có 12 dặm đường tình nha mọi người. 12 dặm đi qua những cái Red Rock Canyon rất là đẹp luôn, của cái rừng quốc gia trước khi mà mình vô trong cái Rice Canyon. Và có rất là nhiều người đang đứng ở đây để chụp hình nha mọi người, nhiều lắm nha. Từ nãy giờ là rất nhiều người cứ chạy vô chụp xong chạy vô đi, chạy vô chụp chạy xong đi. Tại vì cái cổng này coi như là cái biểu tượng của Rice Canyon mọi người, rất là đẹp nha. Bây giờ thì gia đình của Bằng tiếp tục sẽ đi vô trong để vô tới cái công viên quốc gia Rice Canyon nha. Enjoy your pool. Thấy enjoy your pool không? Wow. Enjoy your pool. Đây. Enjoy your pool. Khách sạn của mình đây. Thì ở trong khách sạn luôn. Yes, yes, yes. Enjoy your pool. Có bán, bên đây có cái mini mall này. Ok. Ở bên kia cũng có cái mini mall nữa. Ok. Enjoy your pool. Đối diện cũng có mini mall luôn. Ok. Là mình muốn qua đó mình muốn. Này nè mẹ. Ừ, cho ba biết cảm nghĩ làm sao? Cảm nghĩ được. Được. Có happy không? Dạ. Có gì gọi là gì? Excited không? Dạ, excited. Chay cũng vậy luôn hả? Dạ. Quá dữ, tới khách sạn rồi. Đây, khách sạn sau lưng nè. Ba nghe đồn là nó có hồ bơi ở trong nhà đó. Ôi, chết đi con. Cái tay sụp rồi. Rồi, đạp bị gãy cái tay rồi. Yeah. Rồi dẫn nó xuống em. Đi vô nhận phòng. Wow, gió thổi lạnh luôn nha, chứ đừng nói. Đây là Rice Canyon City mọi người. Cái thành phố trước khi mà mình vô trong cái Rice Canyon đi thẳng hướng này là vô nè. Con muốn nói gì? Welcome. Xuống, xuống đi mẹ đi. Mẹ nắm tay nó nha. Bây giờ nhà của Bằng sẽ vô nhận phòng mọi người. Check in trước. Không biết là nó cho mình ở khu nào, tại vì trong đây quá nhiều khu nên vô check in trước. Rồi mình chạy xe qua tới đó luôn. Nhớ mất công là đi vòng vòng kiếm cực lắm. Đây, tên của khách sạn mọi người, Ruby Inn, thuộc Best Western. Đây là đường vô nhà hàng nè. Hình như sáng mình có ăn sáng phi kìa. Ô, cái cửa đẹp quá vậy. Welcome. Ồ, cái này nó ra đời từ năm 1916 rồi, ghê không? Cái khách sạn này nó có từ năm 1916 luôn. Yeah. Thank you. Đây, phía bên trong nè mọi người. Wow, bằng gỗ không? Trời ơi, trông đẹp quá vậy. Em, coi kìa. Trông đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Trời ơi, nguyên một đàn hú trong đây nữa. Có quá nhiều dịch vụ ở đây. Bây giờ mình sẽ vô mình get in. Em vô check in anh. Ok. Quá đẹp. Quá đẹp mọi người. Yeah, hello bé thỏ. Trời ơi, cái tủ rượu đã chua. Oh my goodness. Yeah. Ở đây nữa nè. Trời ơi, quá trời rượu luôn.
Liquor store này tiệm bán rượu mà. Yeah, ở đây là nhà hàng ăn steak ha. Buffet với steak. Sáng nhà bạn sang sáng đây mọi người. Sáng hả? 6 giờ đó cho ăn sáng rồi. 6 giờ ăn sáng sớm đi, ở ra. Thôi mình đi. Cái này cây gỗ thiệt luôn. Yeah. Ra ra hai đứa. Vô, vô, vô. Come here, come here. Qua đây ăn. Đứng đây với mẹ. Cẩn thận nha, đừng ra ngoài nha. Rồi qua xe nè, đi. Bây giờ là nhà bằng phải chạy ra phía sau đậu xe mọi người. Thì cái parking này là cho check-in thôi, không có cho đậu lại. Phải đậu phía sau lưng của cái hotel. Nó có tới 4-5 khu luôn mọi người. Rất rộng luôn á. Thì cái bản đồ nó nè. Rất là rộng. Cái khách sạn thôi mà nhìn cũng chóng mặt nè. Trời ơi. Khách sạn thôi mà làm ghê vậy. Nhìn chóng mặt luôn. Ok, mình lấy một áo lên trước đi, rồi cái nào đồ ăn chút tối mình xuống lấy sau. Nói chung là hồi nãy mọi người đứng lên trước á, là cái lobby rất là đẹp. Tưởng cái cửa vô nó đẹp, ai ngờ đâu giờ nó cho ra sao ở mọi người. Nhà ở trước là cho đậu xe tạm thôi, bây giờ ra sao mới là đậu xe chính nè. Mà giờ không lẽ đi vòng bên cổng trước quay cái cảnh đẹp để đi vô phòng cho mọi người coi, sao quá. Bây giờ phải đi cổng sau luôn. Đây, cái cửa vô bên đây nè mọi người à. Đó, cái cửa vô đó. Bây giờ mình sẽ đi cổng này vô chứ giờ không để vòng cũng lên trước đi vô quay cho mọi người coi. Nên giờ bắt buộc phải quay từ cổng sau lên nha mọi người. Chút xíu vô quay cái phòng cho mọi người coi. Cái phòng này một đêm tới 250 lần. Ăn sáng là buffet luôn. Lần đầu tiên mới thấy là ăn sáng ở khách sạn Mỹ mà ăn buffet nha mọi người. Mà không biết buffet kiểu gì thôi. Nhưng mà sáng ngày mai bằng xuống ăn xong mình phải quay cho mọi người coi coi nó ăn sáng buffet kiểu gì. Nhà Mỹ mình ăn sáng buffet. Bưng này lên luôn em. Ok. Lần đầu tiên mới thấy nha mọi người. Đi khách sạn Mỹ bao nhiêu lần rồi. Đây là lần đầu tiên mới thấy mà có vụ ăn sáng ở mày khách sạn Mỹ mà ăn sáng buffet nữa. Mà nghĩ chắc nó cũng là bánh mì rồi bagel rồi bacon rồi trứng chiên rồi sữa với cà phê thôi chứ có gì đâu mà nó cũng bày đặt nó để cho nó sốc sốc vậy đó. Ok, ăn nói lại ăn làm gì cho ba? Massage cho ba hả? Massage. Hai đứa massage luôn hả? Chay massage rồi ăn massage luôn hả? Tại sao massage cho ba vậy? Ba đau lưng hả? Sao đau lưng? Sao sợ hai đứa sợ ba đau lưng? Hôm nay ba lái xe nhiều quá hả? Dạ. Lái xe quá trời lái luôn mà. Cảm ơn mấy ông nha. Giỏi. Bây giờ là đi ăn sáng buffet mọi người. Trời ơi, lần đầu tiên ở Mỹ đi ăn sáng buffet ở nhà khách sạn nha. Mấy ghi nè. Breakfast buffet. Mấy buffet của Mỹ là gì nữa? Đây, cái lobby của nó nè mọi người. Đẹp chưa? Đây, nhà hàng để ăn sáng nè. Cowboy. Có cần đợi anh không? Sorry, excuse me. You got a ticket. Trong đây là bằng gỗ luôn ha. Có thể chắc mùa đông này lạnh lắm. Đây đây đây. Đó, buffet nè. This menu. For four? For four. I did four. Oh, yeah. Four, right? Yes. All right, you guys can follow me. Yeah. Wow. Hey, ăn sáng buffet nha mọi người. Bây giờ chị này chỉ đang dẫn mình vô cái bàn. Mình vô mấy đứa. Đây là sao buffet đó mọi người. Buffet của Mỹ nha. Ồ, quá trời bánh. Alright, does that work?
Thank you. Yo. Trời ơi, cái bàn ấm cúng chưa? Đó, ăn sáng kiểu Mỹ. Đó, buffet kiểu Mỹ. Đi, ok. Vậy em ngồi đây chờ hả? Thôi đi luôn. Cho em chọn món. Đi ăn buffet mà. Yeah. Go. Go. Yes, lấy đại gì kia anh cũng được. Nó cũng nó cũng là vậy thôi, nhưng mà nó lên một tầng cao mới. Anh quay hot food mọi người. Anh quay sốt. Vì em thật ra cũng không có hảo mấy món Mỹ này cho lắm. Cái này anh thích ăn nè. Anh thích ăn này không? Dạ, lấy này. Chị thích ăn không? Ok, cho chị ăn luôn. Ít thôi, ít xì rút thôi. Hello chị đi. Chị cần phải cái muỗng không? À, chị cần cái muỗng hả? Dạ. Ok. Cái muỗng lắp xong rồi bỏ vô miệng ăn cho ngồi dài đó. Ồ, là chị cần cái nĩa đúng không? Dạ. Ok. Chị ngồi đi. Nè đó, mẹ lấy nĩa cho chị kìa. Mẹ bạn một cái, chị thích ăn cái này lắm nè. Chị đâu bỏ bí bí đâu. Dạ, chị bỏ đâu cũng được. Bỏ không ở đây à? Bỏ ghế đi, không sao đâu. Rồi ăn đi chay. Đây là buffet sáng của Mỹ nha mọi người. Đó. Cái này ở trên. Nó ra cũng là mấy cái món như mà bình thường mình ăn ở những cái khách sạn khác thôi, đâu có gì khác đâu. Bua. Nhưng mà nó làm nhìn nó kiểu là rất là lịch sự, rất là ok mọi người. Cái món cũng bình thường. Thực ra thì bằng cũng không hảo mấy món ăn sáng này cho lắm. Nên là bà xã muốn lấy gì bằng ăn đó thôi. Bằng thích ăn tô phở hơn. Good job. Good job. Good job. Con cầm muỗng nha, coi chừng đổ nha chị. Ok không? Ok, rồi ăn ha. Xin chào mọi người, hiện tại là gia đình của Bằng đã đến với Rice Canyon National Park mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy không? Từ đây mình vô trong cái điểm cuối cùng của cái Rice Canyon National Park này, có khoảng 20 miles thôi mọi người. Nghe cái đoạn đường này nó đi một mạch luôn. Tất cả những cái điểm tham quan nổi tiếng của cái Rice Canyon này đều nằm trên cái trục đường chính này. Và nó chỉ có khoảng 20 miles thôi. Nên là hôm nay thì gia đình của Bằng sẽ đi ở trong đây tổng cộng khoảng 9 điểm mọi người. Có 9 điểm đã được liệt kê lên là đáng để đi nhất ở trong đây. Thì gia đình của Bằng sẽ đi theo đường này và sẽ chọn cái điểm xa nhất để đi là ở Rainbow Trail mọi người. Là cái chỗ đó có thể nhìn được cái canyon của Rice Canyon rất là đẹp luôn. Và cái điểm đó tên là Rainbow. Đây, đây là cái bảng chào của cái Rice Canyon. Hello. Hello bé Ray. Dạ, hello bé Che. Ơi. Hai đứa con vui không? Birthday cake. Birthday cake. Ờ, cái này là gì? Birthday cake. Birthday cake hả? Nè Che, nhìn qua đây nè. Nghe birthday cake của ai vậy? Dạ hai đứa. Birthday cake của hai đứa hả? Che. Yeah. Che. Chị cười đi, chị không cười sao mẹ chụp hình. Rồi quay ra chị, mẹ chụp tấm hình mà lấy đá cho quay lăng. 1, 2, 3, chị cười kia. Yeah. Ừ, coi chân. Xin chào mọi người, bây giờ là gia đình của Bằng đang lái xe vô trong Rice Canyon đây mọi người. Yeah. Mọi người có thể nhìn thấy bên ngoài đây là cái rừng thông nha mọi người. Utah là một cái tiểu bang cũng có rất là nhiều sa mạc. Nhưng mà cái đoạn ở Rice Canyon này thì coi như là nó bằng nghĩ nằm ở độ cao. Nó rất là cao. Do là nó có độ cao nên là thời tiết ở đây nó không có nóng và nó oi bức giống như ở dưới sa mạc. Ở trên đây hiện tại giờ chỉ có khoảng 40-50 độ thôi mọi người. Và giờ đang là tháng 5 nha mọi người. Cuối tháng 5, nghĩa là đã chuẩn bị vô mùa hè đó. Nhưng mà nhiệt độ cũng rất là gọi là ok nha. Nó không có nóng giống như ở Zion. Hồi năm trước gia đình Bằng đi Zion thì rất là nóng.
ở bên đó là coi như là nó ôi bức khó chịu lắm nha, nhưng mà bên đây thì coi như là ok. Và buổi tối ở đây là rất là lạnh nha, tối hôm qua ở đây một đêm rất lạnh luôn. Mọi người thấy rừng thông ở bên ngoài đó, xe đang chạy ngang, mọi người nhìn thấy ra ngoài là rừng thông á. Bởi vì bằng để máy quay cố định có chỗ nên là không thể quay phía trước mọi người coi. Nhưng mà tí xíu nữa khi mà vô tới trong, mà vô tới cái đoạn mà Rice Key nhìn những cái national, những cái cảnh đẹp của National Park này rồi đó, bằng sẽ nhờ bà xã bằng quay cho mọi người cùng xem. Ở này đó, này đó. Nè. Này nè. Đứng xuống quay thôi, đâu sao đâu. Ừ, muốn quay luôn. Đứng xuống quay. Thôi thôi. Nó đi à, nó đi liền à. Nó đi liền à. Nè. Nó đi rồi. Đó bạn này đó, con thấy không? Đang đi, đang đi vô trong đó. Không có ai hết, không có ai hết mà bà. Nhưng mà nó đi à, em bước xuống xe là nó sẽ đi. Nên không cần ngừng đâu. Mới thấy đi ba con luôn. Bây giờ là nhà của bằng đã tới cái Rainbow Point mọi người. Ở trong Rice Canyon. Đây. Cái đường này để xuống nè. Đây, bây giờ mình sẽ đi xuống đó nha. Đây là cái điểm cuối cùng trên cái đoạn đường 20 miles của Rice Canyon. Nên là bằng sẽ đi cái điểm này trước, rồi sau đó mình sẽ đi vòng vòng ra. Ok, đi qua đây coi nè con. Ân phải đi theo mẹ nha, không có leo qua mấy cái bực nha. Qua đây Ân. Ok, nhưng mà con qua đây nè Ân. Oh. Oh my. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Quá đẹp mọi người ơi. Khung cảnh gọi là quá hùng vĩ luôn mọi người. Ở đây gọi là Rainbow. Cái bảng này người ta cho mình biết đại khái về cái sự hình thành nên cái khu này. Mày nghe cái gì vậy? Trời ơi, em biết nó hình thành cái khu này bao nhiêu năm chưa? Có 70 triệu năm thôi. Có 70 triệu năm thôi. Trời ơi. Mọi người. Ồ, bên đây nè, bên đây nè. Trời ơi, đứng đây. Đứng đây, đứng đây. Trời ơi, dưới này còn sâu lắm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Từ từ, từ từ. Lên nè. Wow, kìa, con nhìn kìa. Đẹp không Ân? Nói cái này gọi là hẻm núi con. Gọi là canyon. Gọi là canyon, hẻm núi. Là cái vết nứt của một cái dãy núi. Thấy không? Nè. Xung quanh nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Mình sẽ đi bộ qua bên chỗ này nè. Đây. Đây một cái point nè. Bây giờ mình đang ở đây. Bây giờ mình đi men theo đường này mình qua đây ha. Hai bạn có bạn nào lạnh không? Gà nút áo là lạnh lắm kìa. Đây hả? Mình đi xuống đây đây hả ba? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ này đi. Ở chỗ đây hả ba? Đây, đây là cái điểm thứ hai gia đình bằng sẽ ngừng nha mọi người. Cái tên là Zovimba Point. Ok. Let's go. Đúng rồi, nó dễ trượt té nên là tụi con không có đi một mình chạy nhảy nó dễ bị trượt nha. Đây là cái đường dẫn vô cái Zovimba Point mọi người. Yeah. Đi ăn. Đá chắc của cái núi nó bị nứt ra ha. Ở trong đây dễ bị trượt té nên là phải nắm tay đi cẩn thận nha. Con muốn gì vậy? Con lụm trái thông hả? Nói bỏ lại đi không? Đâu cần lụm chứ ta chiên. Hoa hồng hả? Hoa màu hồng hả? Giờ ba kiếm cái thông nè, ba ngừng lại cho hai đứa rờ thử cái thông coi nó ra làm sao nha. Chịu không? Mẹ coi có cái thông nào mà thấp thấp, mẹ cho hai đứa đứng lại nó rờ thử coi ra làm sao mẹ. Có cái nào thấp thấp mà nó đứng nó rờ được không? Ừ, đây, hai đứa đứng rờ thử cái lá thông rồi rờ vỏ cây thông coi nó làm sao, nó cứng hay nó mềm. Đây nè, đây là cây thông nè. Cái này vỏ cây thông sao? Lá cây thông. Thử, con rờ thử. Con hửi thử coi cái lá cây thông có mùi không Ân? Trời ơi, mấy cái cục đá này giống mấy cục đá bán hồ cá quá vậy. Dạ hả? Đúng rồi. Ân, con gờ thử. Ân, trái thông nhỏ nữa Ân. Trái thông baby.
thằng baby nữa. Thằng baby. Ừ. Đi tiếp nha. Sao hồi nãy con hửi có nghe cái lá thông có mùi không? Không có mùi gì hết hả? Dạ, yeah. Nghĩ nó đầu tư cho du lịch hơi nhiều á, nên người ta đi tour vô đây quá trời. Nó dễ đi hơn hàng Zion nhiều. Ồ, lạnh lắm nha mọi người. Lạnh tê tay luôn. Đây. Hướng này là ra cái Zovimba. Cái đường đó là mình sẽ quay về lại hàng Rainbow á. Cái hướng mình đó là sẽ quay về lại Rainbow Point. Còn mình đây là cái Zovimba Point. Khung cảnh quá đẹp ha mọi người. Thiên nhiên quá hữu tình. Đây, bây giờ là sắp tới rồi mọi người. Đứng đây là nhìn thấy cái điểm, có thể nhìn thấy được cái toàn cảnh của hàng Zimbabwe này. Tới rồi hả? Chỉ vậy nó cũng thấy đẹp rồi. Ồ, cái này giống như bị nước bào mòn ha. Đẹp quá, đẹp luôn á. Lại giống... cho mẹ cho coi nè. Này giống như bị nước bào mòn mọi người. Quá đẹp luôn. Bên đây nè, cái tháp ngoài này nè, cái này có cái tháp nè. Đây có cái tháp nè. Đây nè, trời ơi, ra đây. Ô. Trời ơi trời. Ân ơi, lại đây con. Wow, quá trời đẹp. Trời ơi mọi người nhìn kìa. Sâu lắm nha. Sâu. Khung cảnh quá hùng vĩ. Còn bên đây nè. Bên đây cũng còn nữa. Bên đây cũng còn nữa. Bên đây cũng còn. Ở đây họ miêu tả cho mình hiểu, ở đây nó đã xảy ra hai lần để kiến tạo nên cái khu vực này mọi người. Ở đây nó nói là cái, ở đây nó có cái vết tích của một cái hồ nước ngọt. Còn cái chỗ này á là nằm ngay chỗ đó đó mọi người. Ngày xưa nó là đại dương, một cái đảo ở ngoài biển. Yeah. Rồi cái đây là những cái vách đá nó được thôi em, đại khái là nó nói cái nguyên cái vùng này ngày xưa nó là đại dương nha. Nè, nó dài tới kia luôn, là nguyên cái đại dương. Mấy cái này là mấy cái hòn đảo ngày xưa nó còn sót lại á. Nhưng mà đây là cái này là hồ nước ngọt, cái chỗ này nè, cái này ngày xưa nó là hồ nước ngọt. Còn ngoài kia là đại dương. Có nghĩa là chắc do là, bằng nghĩ là chắc do là cái vỏ trái đất nó nâng lên, nên là cái phần ngày xưa ở này là cái đại dương, nó giờ nó nâng lên, nên giờ nó nằm vậy. Hốc đá này là hốc đá này là hốc đá gì? Hiện gì ở đây nó có cái loại đá trắng trắng nữa ha. Ừ. Ngoài cái đá đỏ nó còn đá trắng nữa. Đây là đá. Cái đá này nhìn đẹp quá. Trời ơi, để cây gỗ nè, cái ghế mà bằng cái cây gỗ này là gỡ xài chừng nào mới hư. Cái này chị không thích đem chùm củi thôi chứ không giờ hư được. Ha. Nhìn mẹ nè, hai bạn. Bà thấy rồi, có cục đá, quá trời đá luôn. Bây giờ là nhà bằng sẽ chia tay với cái Rainbow Point, với Zovimba Point mọi người. Và mình sẽ đi ngược ra lại để ngừng một cái điểm khác ở trong cái Rice Canyon này. Hai cái điểm này thì chưa gọi là ấn tượng lắm của Rice Canyon. Những cái điểm ở ngoài kia nó còn ấn tượng hơn. Nên là tí nữa mình sẽ đi ra ngoài đó. Sao vậy? Trời đất ơi, cây lụm đá dữ vậy hả? Đi lên xe ngồi đi. Ok, đi lên xe ngồi. Ok, bây giờ đi tiếp nha. Let's go. Lạnh quá mọi người ơi. Lạnh mà tay tê. Tê cái tay luôn. Nhiệt độ có 48 độ F là khoảng
chắc mười mấy độ à, mười mấy độ C, lạnh quá lạnh luôn. Ok, bây giờ mình đi tiếp ha. Đi con, lên ghế đi anh. Con lên ghế ngồi đi anh. Con chưa vô tay được lên được không? Lát nữa đi nữa, con xuống dưới rồi đem vô tay con. Đây là điểm thứ ba mà gia đình của bằng sẽ ngừng nha mọi người. Đây, tên của nó nè. Blackbird Canyon. Độ cao là 8.750 feet. Ở đây họ cũng cảnh báo là cẩn thận mấy đứa nhỏ nó bị trượt. Sao vậy? Sao đúng hả? Ê ê ê ừ. Con không tự leo lên, con phải hỏi ý mẹ. Hình như cái này là cái hình ở trong cái khách sạn mình ở nè. Đúng không? Hình cái mỏm nè. Blackbird. Đây là cái điểm thứ ba nha mọi người. Trong những điểm nổi tiếng ở phía bên đây nè. Này, mọi người thấy không? Xa xa bên kia có tuyết luôn kìa mọi người. Không biết cái máy bằng zoom nổi không? Đó, mọi người thấy không? Xa xa đó có tuyết luôn. Ở đây nó có cái lỗ em. Hai đứa đừng đứng cẩn thận đó. Ở đây có cái lỗ mọi người. Người dách này có cái lỗ nhìn xuyên qua luôn. Nè, tự nhiên cái dách này có cái lỗ. Có lỗ nhìn xuyên qua luôn kìa. Thấy không? Nè, cái hình này là cái hình ở trong khách sạn mình nè. Ngay trong phòng bằng đang ở ở ở khách sạn á, nó có cái hình treo trong phòng. Con leo lên. Rồi nhìn vô nha, đứng im nha. Đó, quá trời đẹp mọi người ơi. Ở trong cái Rice Canyon đó mọi người, ngoài những cái điểm đã được đánh dấu ở trên bản đồ là những điểm đẹp, thì ở trên cái đoạn đường mà mình đi á, nó cũng có những cái điểm mà nó chưa được đánh dấu, hoặc là người ta không có đánh dấu nó, nhưng mà nó cũng rất đẹp mọi người. Giống như cái điểm mà bạn đang đứng ở đây là một cái điểm không có tên trên bản đồ, nó chỉ nằm trên cái con đường 20 miles của Rice Canyon thôi. Nhưng mà nó rất là đẹp nha mọi người. Nhìn nó cũng không thua gì những cái điểm tham quan như là Rainbow và Black Bush. Thì ở đây một cái điểm bằng không biết tên, nhưng mà mọi người nhìn thấy cũng rất đẹp ha. Đó, cũng là dãy núi đá đỏ. Và phía bên đây nó còn hùng vĩ hơn nữa. Nó là một cái hẻm núi dài luôn mọi người, nhưng mà nó không có tên nha. Nó chỉ nằm ở cái đoạn giữa của thằng Rainbow và thằng Blackbird thôi. Nó không có tên. Nằm ở trên đường luôn. Dạ, không nói nhìn nó. Anh nghĩ là cái chỗ mà mình chuẩn bị tới là nằm ở đó đó. Cái gì đó? Bandorosa đúng không? Bandorosa. Dạ. Mình nghĩ là cái điểm đó là cái điểm Bandorosa mọi người. Thì tí nữa là bằng sẽ lái xe qua đó để đến cái điểm thứ tư là Bandorosa. Ok, bây giờ mình đi qua đó đi. Đây là điểm thứ tư nha mọi người. Đây là Ponderosa Point. Độ cao của nó là 8.904 feet. Và đây, mọi người có thể nhìn thấy được nó nè. Oh my god. Trời đất ơi. Chỗ này quá đẹp mọi người ơi. Chỗ này quá đẹp. Và bên đây nó còn một cái trail nữa. Để mình có thể lên cái trail đó để mình đứng cho nó, mình nhìn xuống nó cao hơn tí xíu, nó cao hơn chỗ này. Đây mọi người nhìn thấy không? Trời ơi đẹp quá đẹp. Oh my god. Ôi trời ơi trời. Những cái ngọn núi mà bằng thấy ở Zion á là nó theo cái kiểu vách đá và nó bị bào mòn. Nhưng mà nó tạo ra những cái vách đá. Còn ở Rice Canyon á thì nó là cũng là vách đá nhưng mà nó bị bào mòn theo cái dạng hình giống như những cái trụ nhỏ mọi người. Nên là nhìn nó sẽ chia ra rất là nhiều nhánh và nhiều cái trụ, giống như những cái tòa tháp nhỏ trong những cái tòa tháp của người Ấn Độ mọi người. Kiểu giống vậy, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Nha. Trời ơi, mọi người nhìn thấy này. Này. Đó. Quá đẹp luôn mọi người. Tuyệt vời, không có gì diễn tả được.
Bây giờ Bằng sẽ đưa mọi người đi lên đây để đứng từ trên nhìn xuống. Nó có chỗ nhìn xuống không? Không, không phải chỗ view đâu nha, cái trail nó đóng chỗ kia. Ồ. Oh. Anh tưởng là cái trail nó cho mình xuống. Ok, tưởng là cái trail nó cho mình đứng nhìn xuống. Không có chỗ nhìn luôn hả? No 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 no, hai đứa đi xuống với mẹ. Đi xuống với mẹ. Ồ. Oh. Ở đây đứng đây nhìn đường này nhưng mà nó bị trượt rồi đúng không? Yeah. Ở đây có thể đứng nhìn được nè, nhưng mà nó bị trượt rồi. Ừ, đây, cái này nó bị sạc nên người ta đóng rồi. Người ta không cho lên nữa. Ừ. Ok, thôi hai đứa đi vô đi. Đây mọi người. Yeah, vậy là ở dưới đứng nhìn vẫn đẹp hơn mọi người. Ở đây được cái cao hơn thôi. Nhưng mà không đẹp. Nhưng mà cái con đường này nó bị sạc nên là người ta không có cho đi qua đó nữa. Đó. Nhưng nếu mà đi nữa thì mình sẽ lên tới cái đỉnh đó đó. Nhìn xuống. Nhìn xuống hướng này. Nhưng mà cái đường nó bị sạc này, nó không cho mình đi. Nên là mình sẽ quay xuống lại nha. Quá đẹp. Con gì? Con kiến hả? Anh thấy con kiến hả? Thì kiến đỏ ha? Nè là bé bé kiến đỏ. Thấy kiến đỏ. Quá đẹp. Từ đây rồi ba, từ đây. Đây là điểm thứ 5 nha mọi người. Điểm thứ 5 mà Bằng sẽ ngừng. Chữ này đọc sao vậy ta? Agua. Agua Canyon. Độ cao của nó là 8.800 feet mọi người. So với mực nước biển. À bên đây. Đứng cẩn thận đó nha. Ồ, ở đây có cái giống như cái mỏm đá kỳ vậy. Nè. Thôi, cái mỏm này chắc có ngay. Nhìn cái bọn nó heo hắt quá vậy. Đứng của mình nó à. Yeah. Quá dữ luôn. Đây mọi người nhìn nè. Trời ơi trời, nhìn nó. Cái màu trắng trắng mọi người nhìn thấy kia là tuyết nha mọi người. Trắng trắng là tuyết á. Bên đây nữa, để coi bên đây luôn. Yeah. Đây có mấy cái mỏm đá mọi người. Người đã chưa? Nhìn nó quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Mình đi được 5 điểm rồi nha. Ở trong đây có khoảng 9 tới 10 điểm nổi tiếng. Mình đi được 5 điểm rồi. Gia đình của Bằng là trưa nay sẽ ăn trưa ở trong đây luôn mà. Ngồi ở lấy cái bàn ghế ra ngồi ăn trưa trong đây luôn. Nên là sẽ đi hết tất cả những điểm nổi tiếng ở trong cái Rice Canyon này. Mọi người thấy đã chưa? Đây, nhìn sâu xuống dưới luôn nha. Quá trời đẹp mọi người. Tuyệt vời. Đây lại là một điểm không có tên trên bản đồ mọi người. Nhưng mà khung cảnh thì thôi rồi. Thôi rồi lợm ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi coi kìa. Trời ơi trời, chết tôi. Không có tên trên bản đồ nha mọi người. Cái điểm này không có tên trên bản đồ. Nhưng mà thôi. Cảnh vật thì quá hữu tình, quá nên thơ. Không thể nào diễn tả được. Bạn không hiểu tại sao những cái điểm này nó lại không có tên trên bản đồ. Nhưng mà nó rất là đẹp. Bằng nghĩ là chỗ này bước ra rất là nguy hiểm. Nên thế là người ta phải rào lại. Với người ta cũng đăng cảnh báo là mình không có được bước ở đó. Rất là nguy hiểm, dễ bị trượt té mọi người. Đẹp không em? Đẹp. Quá trời đẹp. Trời ơi nhìn. Cái view ăn tiền, cái view ăn tiền. Cái view quá ăn tiền. Trời ơi trời, cho tôi. Cực kỳ đẹp. Đây là điểm thứ 6 mọi người. Tên của nó là Natural Ridge, là cây cầu của thiên nhiên. Độ cao của nó là 8.627 feet. Đây. Hello. Hello. Bạn bên đây tên gì vậy?
Bạn đây tên gì? Nhìn mẹ nè, nhìn mẹ. Hả? Bạn tên gì bạn? Bạn? Bạn tên gì vậy? Nhìn nè. Bạn tên gì bạn? Chơi tên Donkey Kong. Còn bạn tên gì? Bạn tên Race hả? Ok. Chơi là Donkey Kong hả? Hello, chơi làm Donkey Kong coi coi. Dậm chân nha. Donkey Kong xong. Ok, go. Rồi đi tiếp nha. Vô đây ơi. Cái gì á? Ồ, hèn gì nói là cây cầu. Nghe mọi người, nó nói là cây cầu. Chị đứng đây chị nhìn được, chị đứng dưới chị nhìn được nè. Nè, chị nhìn đây nè chị. Cho chị nhìn đây nè. Nhìn đây nè, dưới đây nhìn được nè. Hèn gì nó nói là cây cầu của thiên nhiên. Thì ra là vậy. Đây mọi người. Nó bởi nước và thời gian. Gió, nước và thời gian. Nó đã đục cái lỗ cho cái bức tường này. Này, cái bức tường của nó như này nè. Do nước bào mòn và gió và thời gian. Qua hàng triệu năm. Quá trình oxit của sắt. Ồ, vậy là trong đá này nó có sắt nha mọi người. Cái màu đỏ này là cái màu rỉ sét của sắt nha mọi người. Nó bị rỉ sét. Cái quá trình bào mòn của nó thì họ dự đoán rằng tương lai là nó sẽ bị sập. Họ dự đoán trước luôn. Đây, đây nè mọi người, nhìn nó nè. Thấy chưa? Quá trời luôn. Họ nói là tương lai nó sẽ sập. Đúng rồi. Rồi, đứng lại. Ok. Ba đang giữ nè. Con nói gì? Thôi xuống đi cho mẹ chụp nè. Ok, xuống nè. Không có lên nữa. No. Okay, hai đứa, hai bạn ngồi đây nhìn được mà. Hai bạn ngồi đây nhìn nè. Nhìn nè nè. Hai bạn nhìn đây được mà. Coi chừng rớt baby. Cầm baby do rớt đó. Rớt baby là không ai lụm được đâu nha. Đưa cái mặt chưa, đẹp này. Chưa mọi người? Ok. Này. Đây là điểm thứ 7 mọi người. Tên là Fairview Point. Độ cao của nó là 8.819 feet. Từ nãy giờ mình đi là 7 điểm rồi. Mọi người thấy cái độ cao của nó không có bằng nhau. Mà nó có sự chênh lệch. Mà chênh lệch không nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi vô ha. Để coi cái Fairview Point nó đẹp như thế nào. Đây. Này. Đây thì nó không có màu đỏ rực rỡ như những cái điểm hồi nãy mình ngừng. Nhưng mà ở đây thì nó là một cái dạng hẻm núi sâu. Và phía dưới đó có một cái lỗ giống như tạo thành một cây cầu giống như cái Natural Bridge hồi nãy mình mới vừa đi mọi người. Đó. Nó cũng tạo thành một cái lỗ đi ngang qua được luôn. Sẽ đi tiếp về cái hướng phía bên đây để coi coi bên đây nó còn gì nữa ha. Của Fairview. Đây mọi người. Nhìn cũng rất ấn tượng á. Ở dưới mình có thể nhìn thấy được cái rừng thông gọi là bạc ngàn luôn. Và cái canyon này rất là rộng nha mọi người. Nó dài qua tới suốt bên kia. Nó bao quanh tuốt bên kia luôn. Đây là nguyên khu vực này là đều của Rice Canyon hết. Ở đây thì cái đá nó có màu hơi vàng. Nó không đỏ mà nó ngã vàng. Nó ngã sang màu vàng của màu vàng đất. Đó mọi người thấy không?
Ở trên cái bảng này người ta miêu tả ở đây nó có là nơi trú ngụ của loài chim. Các bạn coi đây con chim gì kìa. Ôi trời, con chim gì lạ vậy. Tên của nó là condo mọi người. Tên của nó nè là condo. Cái đầu của nó nhìn giống như cái đầu của con thực kỳ vậy đó. Nó là một con chim ơn. Một con chim. Nó tên là condo. California condo. Trời ơi, cái sải cánh của nó là 10 foot. Sải cánh của nó thôi nha, cái sải cánh của nó là 10 foot. Nó là loài chim lớn nhất trên đất liền ở Bắc Mỹ vào năm 1940 á. Thì như kiểu người ta đã tìm ra được cái loài chim này. Và cho đến ngày hôm nay thì trong đây có khoảng 100 con condo, California condo. À, đây là cái trứng của nó mọi người. Trứng của nó nè. Ở đây người cho biết là cái con chim mái á, nó chỉ đẻ mỗi quả trứng một năm thôi. Và cả hai con chim bố mẹ đều phải trông chừng cái trứng này, cẩn thận. Tại vì đó ta nhìn nó ăn thịt hả? Đúng rồi. Yeah. Và cái con chim bố mẹ có thể sẽ ở lại với nó trong vòng 1 cho đến 2 năm. Người ta có so sánh cái độ dài sải cánh của từng con chim cho mọi người coi nè. Cái con quạ là sải cánh của nó là 3.8 feet. Con turkey á là sải cánh của nó là khoảng 5.8 feet. Con đại bàng vàng á là sải cánh nó là 7.2 feet. Và cái con California condo này là cái sải cánh nó là 9.8 feet. Quá trời lớn luôn. Này, nhìn hình của nó này. Nhìn cái đầu của nó thì giống con thơ kỳ, giống con cần cờn hơn. Con nói sao? Làm sao nó nói tại làm sao nó ở trong trứng hoặc làm sao nó mới ăn nó thịt nó được. Những cái con chim khác nó sẽ ăn cắp quả trứng đó. Người con rắn nữa nó sẽ ăn cái trứng đó. Tại vì nó còn nằm trong quả trứng, nó đâu có tự vệ được đâu. Giống như con vậy đó. Nó người lạ lại người ta bắt cóc con sao, nên là con phải đứng gần bố mẹ, hiểu không? Đúng không? Như nào con lớn rồi con tự vệ được, con có thể tự nhận định được cái nào nguy hiểm thì con mới thể đứng một mình được. Nó có thể tự bảo vệ bản thân nó được. Khi nó lớn lên, còn nó còn nhỏ nó đâu bảo vệ bản thân nó được. Giống như con giờ con sợ người lạ không? Bây giờ là bằng đang ghé qua cái điểm thứ 8 mọi người. Đây là Rice Point. Là cái điểm mà cái tên của cái Rice Canyon luôn. Bằng nghĩ đây là cái điểm nổi tiếng nhất của nó. Nên là mọi người thấy không? Quá trời đông. Mấy điểm kia nãy giờ mình đi ở bên ngoài là nó vắng. Nó không có đông. Nhưng mà vô tới cái điểm này coi như là cái điểm chính đó mọi người. Mang cái tên của cái canyon này luôn. Nên là nghĩ chắc là rất là đẹp. Đây là mọi người thấy nè, bây giờ phải đang xếp hàng để vô đậu xe. Quá trời đông. Trời đông quá. Ở trong đây thấy có xe tour đó mọi người. Đây. Có xe đi tour nè. Rồi có xe shuttle bus của Rice Canyon nữa. Đông quá. Không biết có bật kinh để đậu hay không nữa nè. Nhìn xuống dưới nè. Đấy, đây có cái nè. Người ta tới, người ta nhìn xong người ta đi chứ không có ở lâu. Thì nó cũng không đến nỗi. Nhưng mà nếu đậu ra vô mà đậu về là đâu á, hình như đây có cái vậy. Xe mô tô đậu rồi. Phải không? Không có. Không có hả? Ok, vô đây. Thế quá đẹp. Chị Ranger này có Ranger bảo vệ luôn. Tại đông cái này đông đúc á. Bây giờ là bằng dẫn bà xã của bằng với bé Ray với bé Jay vô cái Rice Point mọi người. Lúc nãy là bằng đi một mình vô. Rất là đẹp. Tại vì hai đứa nó ngủ trên xe.
Bây giờ hai tụi nó dậy rồi, bây giờ bằng dẫn hai nó vô cho coi. Quá đẹp, không có từ gì để diễn tả với cái vẻ đẹp ở chỗ này. Đây, mọi người nhìn thấy ha, cực kỳ đẹp. Từ sáng giờ mình đi 7 điểm rồi đúng không? 7 điểm. Nhưng mà không bằng cái điểm này, điểm thứ 8, nhưng mà điểm 9. Nên là nếu mà thật sự mà không có thời gian để đi thì chắc đi một cái chỗ này thôi là đủ rồi. Quá đẹp. Ở bên đây, bên đẹp nè, qua đây nè, qua đây nè. Bên đây nhìn như hang động vậy. Phía bên đây nhìn như hang động. Hồi nãy có chim bay trong đó luôn. Thân thấy chim không? Còn cái đường này để người ta đi bộ nhưng mà hơi nguy hiểm, bởi vì có hai đứa nhỏ nữa mà không đi. Đi bộ men ở đó kìa, nó ra cái mỏm đá đứng, hồi nãy thấy người ta ra cái mỏm, người ta đứng chụp hình qua đó. Thấy không? À, mọi người thấy không? Có người đi ra cái mỏm. Nhưng mà hơi nguy hiểm, thì có hai đứa nhỏ nên bằng không có đi. Bây giờ bằng đi xuống đây nè, xuống đây. Ở dưới này thì, hướng này thì đỡ nguy hiểm, hướng này nó có hàng rào. Đi không? Theo ba. Ba nhé. À, người ta ghi là nguy hiểm á, chỗ này dễ bị trượt đó con. Giống như nãy có bị té rồi đó. Nên là giờ con phải đi chung với ba mẹ nha không? Ồ, ông nhìn thấy nè. Đây, thấy không con? Wow, trời ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Giống cái sừng của con unicorn hả? Trời ơi, mấy ông nói cái hình, cái mỏm đá nhìn như cái sừng của con unicorn. Chưa là gì hết, bây giờ mọi người với bà xã em sẽ kinh ngạc với cái chỗ này. Ở đây mới là điểm chính nè. Đây mới là điểm chính nè. Nếu mà quý vị thấy những cái bức hình mà giới thiệu về Rice Canyon mà trên internet thì đây, nó đây. chính hắn đây mọi người, chính hắn. Quá đẹp. Chính hắn đây. Đây là nó. Ăn à, em con. Thấy sao? Cho biết cảm nghĩ đẹp không? Dạ đẹp. Ok, đi xuống như thế này em. Chưa là gì, xuống như này còn ghê nữa. Bây giờ mình đi xuống như này nó còn ghê hơn nữa mọi người. Cái này là nhìn ở trên mặt nha, này trên mặt đất nha. Bây giờ xuống đây nhìn sâu xuống dưới nè. Nhìn sâu xuống dưới luôn. Hèn gì chỗ này rất là đông người. Sáng giờ bằng đi 7 điểm kia thì nó vắng không có nhiều người, nhưng mà điểm này quá đông. Con nhìn thấy cái lỗ đó, chim bay vô đó, anh thấy không? Anh thấy chim bay vô. Con nhìn xuống kìa, đẹp không con? Đây này con, bên đây nè. Đẹp không? Nhìn đây nè. Đẹp không? Con đâu cần đứng lên đâu, con đứng đây con nhìn nó ok rồi. Quá đẹp. Xíu luôn. Tuyệt vời. Nói chung là đi chuyến này không có phí nha mọi người. Với cái thời tiết chỗ này nó rất là mát, nó không có nóng như ở Zion. Hồi năm trước đi cái Zion nó quá nóng, nên là không có coi được cái cảnh gì gọi là đẹp hết. Nên là video quay cái Zion đó cho mọi người coi nó ngắn ngủn mà. Tại vì nó nóng quá bằng không xuống quay video nổi. Nó nóng hơn cái 100 độ F mà. Còn tháng 5 này bằng đi ở Rice Canyon nó chỉ có khoảng chừng 50-60 độ F. Quá mát mẻ luôn mọi người. Phía bên đây nữa. Mọi người nhìn xuống nè. Trời ơi trời. Ồ, có đường đi bộ kìa. Trời, người ta đi bộ xuống dưới luôn kìa. Trời trời, có đường đi bộ dưới kia kìa. Đây là cái đường ngay chỗ nãy mà đậu xe đó, có cái đường mòn dẫn xuống á. Kìa, em thấy người ta không? Em có người đi ngang qua cái lỗ kìa. Xa chứ. Đó đó. Trời ơi. Có người đi. Mà cái này mà mình đi xuống tới đó là hơi bị đuối đó nha. Qua phía bên đây nè. Nha, đó có người dưới mà. Anh đứng đây anh nhìn có thấy nè. Có hai người đang đứng đó đó. Đi qua đây đi. Qua đây. Bây giờ qua đây nữa mọi người. Nãy giờ mình chỉ nhìn ra phía bên trên thôi. Bây giờ nhìn sâu xuống dưới nè. Nhìn sâu xuống dưới. Đây. Ô trời ơi. Quá đẹp.
đẹp quá trời đẹp. Không tưởng tượng được hả? Không tưởng tượng được. Trời ơi. Nếu mà mọi người nhìn cái hình ở trên internet thì nó đúng là vậy nha. Không có sai đâu. Không có Photoshop. Không có Photoshop đâu. Quá đẹp. Còn dây đằng kia kìa. Cực kỳ. Bây giờ là gia đình của Bằng sẽ đi tìm một cái chỗ nào đó để ngồi ăn trưa mọi người. Ở trong đây thì có nhiều chỗ để mình ngồi ăn trưa. Nên là giờ chỉ cần đi tìm chỗ nào hơi vắng vắng xíu thôi. Đậu xe lại rồi Bằng sẽ lấy bàn ghế ra để ăn trưa. Trưa nay thì ăn theo kiểu Mỹ mọi người, ăn bagel với cookie. Ở trong đây chắc kiếm tô phở Việt Nam hơi khó nha. Nên là chỉ ăn được những món đó thôi mọi người. Cái đường này có thể đi xuống dưới. Hồi nãy mình đứng ở trên kia mình nhìn xuống thấy mọi người mà đang chui qua cái tunnel á. Mà đi đường này xuống nè. Nhưng mà đi chắc hơi bị đuối đó. Đây, mọi người thấy những cái đường. Đó. Nha. Không thấy ở đây nó ghi là bao nhiêu xa cho cái trail này ha. Nhưng mà thấy bộ xa đó. Hồi nãy mình đứng ở trên mình nhìn xuống thấy xa lắc xa lơ. Ok, thôi bây giờ lên xe đi tìm chỗ để ăn trưa thôi. Nhưng mà đi xuống thì dễ mà lên mới mệt á. Lên mệt lắm. Mình thì không sao, chứ hai đứa nhỏ nè. Không, mình không sao là cái đó của mấy năm trước. Mà lúc mới qua Mỹ bằng đi cái Grand Canyon cũng lội xuống tới dưới đó mọi người. Đi lên đi xuống nó mất hết 2-3 tiếng đồng hồ rồi đó. Nhưng mà đó là chuyện của những năm về trước. Lúc đó là sức lực còn rất là sung mãn. Còn bây giờ là coi như là không còn gì để liên tiếp. Lên xe, bây giờ đi ăn trưa thôi. Xin chào mọi người, hiện tại là gia đình của Bằng đang ở trong Rice Canyon mọi người. Và đang ăn trưa ở trong rừng. Trưa nay là sẽ ăn heo kiểu Mỹ mọi người. Ăn bagel, sandwich, khoai tây chiên, trái cây. Đó, đây là những cái món ăn trưa này. Có đem theo cherry mọi người. Cherry từ dưới Nam Cali mang theo. Đem theo cherry. Cherry nè. Rồi này là gì đây? Blueberry. Đây là blueberry. Yeah. Rồi, cũng mang đi. Từ ở dưới Nam Cali lên đây mọi người. Blueberry. Chị ăn đi. Vậy chị ăn đấy. Yeah. Mở blueberry ra nè. Mở cherry luôn. Ok ha. Để mình lấy sandwich cho ba. Mở sandwich lên đây luôn. Luôn có mang theo cái lon này nữa mọi người. Lon này của chợ Việt Nam mới bán nha. Lon nước yến. Quá dữ. Đem lon nước yến theo nữa. Này đây bỏ cho con muốn cục đó hả? Đó. Ăn đi con. Chơi ăn đi. Ngồi ăn giữa cái khung cảnh quá hữu tình luôn rồi. Ngon quá hả chị? Chơi ăn ngon chơi ăn gật đầu lia lịa luôn. Cái này bông ra. Bây giờ cần đi đi. Chen ngon con? Dạ. Dạ ngon hả? Này bùi ngon lắm á nha. Ngon khoai tây chiên bình thường mà. Cái trong bùi ghê không? Làm mấy luôn đem. Cái này hư á. Ăn này hết luôn, không hư á. Cái nào phải ăn hết à, chứ để ra ngoài nó cứng. Ừ. Con không có lấy tay chơi. Cà phê đen đá. Cà phê đen đá. Cà phê Việt Nam nha mọi người, không phải Starbucks luôn nha. Bằng năm uống chắc chưa được ly Starbucks đâu. Bằng uống cà phê đen thôi. Ngon thầy. Thầy chưa đâu. Hey, quá ngon, quá ngon, quá ngon. Nào thầy. Bây giờ là mình đang đi bộ lên cái Sunset Point đi mọi người. Ở đây là có cái cây nó bị ngã mọi người thấy không? Bởi vì nó thuộc là công viên quốc gia, có nghĩa là nó thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Nên là những cái gì mà nằm ở trong công viên quốc gia, dù nó bị ngã hay bị đổ hay bị gì đó thì cũng không được mang ra khỏi công viên quốc gia này. Đó là cái quy định của nó. Nó muốn gìn giữ lại cho đến khi nào có thể thôi. Và để cho thế hệ mai sau có thể đến đây để xem được những cái cảnh của nó. Nên là mọi người thấy lý do tại sao mà họ để ngã cây đây mà họ không dọn. Bởi vì họ phải giữ nguyên hiện trạng nha mọi người. Đó là cái quy định của những cái công viên quốc gia đó. Đây, Sunset. Yeah.
nói chung là cái cảnh này thì nó cũng rất là ok đó. Rất là ok. Maybe là cái mặt trời nó lặn ở đâu hướng đó. Em nghĩ cái mặt trời nó lặn ở đâu? Quá đẹp. Lên đây mọi người. Lên trên cao nè. Lên trên cao nhìn xuống nè. Yeah, quá đẹp. Chỗ này cũng không thua gì cái chỗ Rising Point nha. Quá đẹp. Ở đây họ có một vài tấm hình của những người thổ dân mọi người. Tấm hình này được chụp bởi cái ông này, nhiếp ảnh gia tên là John Hiller. Ông chụp những cái người thổ dân da đỏ sống ở đây. Nó sống ở đó hả? Yeah, họ sống ở đó. Đây là những người thổ dân con, là những người bản địa của vùng đất này. Sao chú có sống nổi ở đây rồi ba? Dạ, bởi vì đây là vùng đất mà, quê hương của họ mà, họ sẽ sống được. Cái này là con cáo. Con cáo. Con cáo. Ở đây là cái đường mòn để cho người ta đi bộ xuống đó mọi người. Đây, có người ta đi xuống nè. Tiếc là có hai đứa nhỏ nên là bằng không đi xuống được đâu. Xuống nó hơi nguy hiểm tại vì nó không có cái rào để chắn luôn. Trời ơi, người ta đi sâu xuống dưới kia luôn kìa. Xuống dưới kia luôn kìa. Nhưng mà mấy người chỉ đi hai, không người lớn đâu. Không thể nào dẫn nó xuống dưới được. Rất là nguy hiểm. Đây đẹp chứ cái chứ. Yeah. Đi qua bên kia anh nghĩ sẽ chụp tấm hình rất là đẹp luôn á. Ngay chỗ cái chỗ đài quan sát đó. Đây. Nhưng mà phải con phải lớn hơn xíu nữa mới đi qua đó được. Đây là cái trail để đi xuống nè mọi người. Yeah, so we are here. We're gonna go down, then we catch Wall Street. That's Wall Street right there. Tổng cộng là 1.3 miles, khoảng 2.1 km round trip. Rồi nó sâu xuống khoảng 157 mét độ sâu đó đó. Đây là đường này nè. Dạ, sẽ đi đường này xuống. Cực kỳ chưa, cực kỳ luôn. Quá đẹp. Đẹp quá đẹp. Không thua gì cái chỗ Rice Point nãy nha. Xin chào mọi người, bây giờ là gia đình của Bằng sẽ đi xuống nhà hàng để ăn tối mọi người. Nói chung là bữa nay ăn sang một bữa, ăn nhà hàng steak của Mỹ. Ăn nhà hàng steak của Mỹ là mọi người biết rồi, giá của nó không hề rẻ. Nhưng mà trong cái khách sạn này có một cái nhà hàng steak tên là Cowboy. Cowboy á. Đó. Cowboy. Cowboy, tiếng Việt kêu là Cowboy. Em biết là ba. Cowboy là tiếng Việt. Nên là bây giờ nhà của bạn sẽ xuống đó ăn thử coi cái nhà hàng Cowboy này nó bán steak ăn ok không ha. Đây là cái đường ra nhà hàng, cũng đi ngang qua cái sảnh lobby mọi người. Ra sẵn ăn steak và kêu mấy cái món đồ ăn gì ở đây nó có nữa để cho mấy đứa nhỏ nó ăn luôn. Ở đây có cái phòng trưng bày ha, tranh ảnh. Hình như có giá luôn á. Nó có đeo cái tag. Ủa, cái tấm này 125 đồng. Yeah. Bức tranh này 125 đồng mọi người. Ok, đây. Bước này nhiều.
275 đồng. Phút này 275 đồng. Đây, bao nhiêu hàng? Thank you. Hôm nay bán đá nha. Miếng đá này 3.000 hả? 275 đồng. Tấm này mới đi hồi sáng cũng 275 đồng. Hey, đường vô nhà hàng cao bồi. Dạ, vô thôi. Ê, nó còn nhiều món ăn nữa mẹ. Hello. Hey. Yes. Có macaroni. Macaroni chi. Cho tao ăn cũng được ha. Không, okay. Vô bàn ngồi tính. Yeah. Đi. Vô. Dạ. Yeah. Yeah. Thank you. Wow. Hai đứa lên. Rồi, hai đứa ngồi vẽ đi nha, để ba mẹ ăn. Có buffalo wing. À. Đây, steak hào nè. Đây cái menu của nhà hàng mọi người. Chứ mình kêu một miếng steak thôi. Ở sao còn nè em? Mấy cái quần đúng không? Con bán half chicken này. Mẹ. Cái quần đúng không? Đúng rồi con làm gì con? Ân nói nhỏ cho con à. Ok, rồi, mình kêu vài món thôi. Cho anh mượn cái energy drink. Fish taco, nó có fish taco. Dạ, có cái gì uống ta? Vụ vàng bán cũng không mắc lắm. Ok, bằng sẽ kêu một ly rượu vang. Đây là miếng rib eye mọi người. Và mashed potato. Còn đây là fish taco nha. Ba cái fish taco. À, cánh gà chiên theo kiểu buffalo wing nhưng mà không chấm có sốt. Chấm sốt này cái này này ok này con. Chấm thử ít thôi, Ok. Ranch chop ăn ngon. Ngon không? Ngon không con? It's good không? Ngon chị? Đâu xong. Ăn nữa không? Dạ. Được. Dạ. Lấy miếng nhỏ thôi nha. Ok, miếng steak, steak lạp quá ngon. Cực kỳ. Không ăn liền mới không dài, để hồi dài. Ngon. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đâu dài. Sao dài được không? Dài hơn, nó dài, nó không dài, nó là vậy á. Dài rồi. Lại nè. Quá ngon rồi. Thật ra làm steak ăn đốm nha. Ăn với mask có thấy rồi. Nhưng mà cái tạc hộ nó thì không được lắm. Mà làm miếng tạc hộ thì là tạc hộ cá nha. Fish tạc hộ. Không biết là bằng cá gì nhưng mà ăn không nghe mùi cá. Nghe giống như mùi bột chiên, không nghe mùi cá. Đây không có ăn gà nữa hả? Quá đặc.
đi, được. Con không lát nữa thì cô phải...